Câu 1 là chúng ta chọn D ha, câu 2 thì mình chọn C, rồi câu 3 chọn gì Hiếu? Cô ba em chọn cô xe cô Câu ba 3 chọn a ba cô A rồi. rồi câu 4 là em mới chọn cô xe cô. À, câu 4 là chọn câu C. Rồi, nhận xét cho cô câu trả lời của Hiếu nào. Rồi, mời bạn Tấn Phát nào. Số đối của 8 là âm 8. Rồi, câu 4 là tập hợp B là tập hợp chứa các số đối của các phần tử trong tập hợp A ha. Như vậy là âm 2 số đối sẽ là 2. Rồi 0 số đối là 0 nè. Rồi 3 số đối là âm 3 và 6 số đối là âm 6. Đúng rồi. Câu 5 và câu 6. Câu 5 và câu 6 cô mời bạn là Anh Thi. Dạ thưa cô, câu số 5 thì em sẽ chọn là D, còn câu 6 thì em chọn câu B. Câu 5 chọn D. Chọn D hả? Phải không Thi? Dạ đúng rồi cô. Còn câu 6 chọn câu nào? Câu D luôn cô. À, hai câu này đều chọn đáp án D. Rồi, câu 5 chọn câu đúng ha. Âm 6 thuộc N. Âm 6 là số nguyên, không thể nào thuộc N được. Rồi, 9 không thuộc N. Phát biểu này là ở câu B là sai. Rồi, âm 0,5 thuộc Z. Âm 0,5 thì không thể nào thuộc Z được. Như vậy là ta có đáp án D là âm 19 thuộc Z, đây là đáp án đúng. Rồi câu 6 chọn câu đúng, đây là cách viết của tập hợp các số nguyên ha. Z bằng chưa? Như vậy có câu D là câu đúng. Tập hợp các số nguyên được ký hiệu bởi chữ Z và được viết đó là bằng. Giống như ở cái đáp án D ha, đây là đáp án chính xác. Rồi, câu 7 với câu 8. Câu 7 với câu 8 cô mời Chí Hùng. Dạ thưa cô, câu 7 em chọn câu C và câu 8 em chọn câu D. Câu 7C và câu 8 là em chọn câu D. Rồi, đúng rồi ha. Tập hợp số nguyên thì ký hiệu bằng chữ Z. Rồi, ông Minh thì nợ ngân hàng 200 triệu đồng. Như vậy là số nguyên biểu diễn số tiền của ông Minh đó là âm 200 triệu đồng. Rồi, chính xác. Câu 9 với câu 10. Câu 9 với câu 10, cô mời bạn Hoàng Minh. Bạn nào cô gọi thì chúng ta khẩn trương nha, chúng ta nhanh chóng chúng ta trả lời. Rồi bạn Hoàng Minh cô chưa có nhận được câu trả lời, cô mời bạn khác nha. Cô mời Ủa bạn bạn có Minh nói chưa? Minh trả lời chưa? dạ thưa cô là câu 9 em chọn B, câu 10 em chọn A. Câu 9 chọn gì? Chọn B. Câu 9 là câu B. Rồi câu 10. Câu A. Câu 10 là câu A. Rồi chính xác. Câu này là hôm bữa làm kiểm tra cô sửa rồi đúng không? Rồi câu 11 và 12. Câu 11 và câu 12. Cô mời bạn An Như. Dạ thưa cô, câu 11 em chọn câu D. Câu 12 em cũng chọn câu D luôn ạ. Câu 12 chọn câu D luôn. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần. 5, 2, âm 17, âm 30. Rồi, đúng rồi ha. Câu 11 là chọn phát biểu sai. Thì có cái câu D âm 9 lớn hơn âm 8. Đây là phát biểu sai. Nếu mà đúng thì âm 9 phải nhỏ hơn âm 8 nha. Rồi, câu 13 và câu 14. Câu 13 và câu 14 cô mời Như Ý. Câu 13 và câu 14. Rồi, vậy thì cô mời Phương Anh đi. Lê Thị Phương Anh đi. Cô gọi thì mình cứ bật mic mình trả lời ha.
Không có sao cả, em cứ bật mic em trả lời được chưa, để mình biết là mình biết cái câu đó là mình đúng hay là mình sai chưa. Sai thì cô sửa. Câu 13 em chọn câu C. Câu 14 em chọn câu C. Câu C luôn đúng không? Rồi. Trên trục số điểm A cách góc 5 đơn vị về phía bên trái. Vậy là điểm A này sẽ biểu diễn số nào các em? Số gì? Số âm 5. Đâu. Rồi điểm B cách điểm A là 4 đơn vị về phía bên phải. Vậy là điểm B sẽ biểu diễn số âm 1 ha. Điểm B cách góc bao nhiêu đơn vị? Điểm B thì biểu diễn số âm 1, như vậy nó cách góc là 1 đơn vị nha các em. Rồi, câu số 14, tìm số nguyên x sao cho x lớn hơn âm 3, nhỏ hơn hoặc bằng âm 2. Vâng, x lớn hơn âm 3 là có số nào nè? À, có số âm 2. Được chưa? Như vậy là đáp án B và đáp án C là mình loại đi. Được không? À, lớn hơn âm 3 là có âm 2. Như vậy là mình còn lại hai đáp án là A với D. Lớn hơn âm 3 nó bao gồm âm 2 nè, âm 1 nè. Ở đáp án A thì nó xíu thiếu số 0, đúng không các em? Âm 2, âm 1 rồi tới 0. À, như vậy đáp án D là âm 2, âm 1, 0, rồi tới 1, rồi tới 2 ha. Ở đây là x nhỏ hơn hoặc bằng 2, như vậy là ta được lấy cái giá trị 2. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án nào? Đáp án D. À. Rồi câu 15 và câu 16. Câu 15 và câu 16. Cô mời bạn An Nhi. Dạ thưa cô, câu 15 em chọn câu D, câu 16 em chọn câu A. À, câu 15 câu D là đúng rồi. Cộng hai số nguyên cùng dấu nè. Câu 16 là câu A, rồi chính xác luôn. Rồi câu 17 và câu 18. Khi mà mình đi thi mình gặp những câu hỏi mà tính toán như thế này á các em ha, thì mình sẽ nhớ là dùng máy tính để kiểm tra lại kết quả ha. À, còn bạn nào mà quên quy tắc á, thì mình dùng máy tính mình bấm luôn nha. À, bạn nào mà quên quy tắc thì mình dùng máy tính mình bấm luôn. Rồi câu số 17 và câu 18. Cô mời bạn. Cô ơi. Ơi. Nếu như trường hợp mà phụ huynh của các em không cho dùng máy tính thì sao cô? Vậy thì em phải tự tính. Phụ huynh không cho dùng hả? Dạ ba em giữ lắm, ba em không có cho dùng. À, không cho dùng thì mình phải tự tính thôi. Không thì nói ba bây giờ bữa nay con thi, ba cho con mượn máy tính, con tính, con kiểm tra kết quả. Rồi không, câu tiếp theo là câu 17 và câu 18. Câu 17 và câu 18, cô mời bạn Tuấn Anh trả lời nào. Minh Thông nhận xét nha. Câu 17 và câu 18. Dạ thưa cô, câu 17 em chọn C. À, câu 17 chọn C. Câu 18 em chọn A. Câu 18 chọn A rồi. Nhận xét nào Thông ơi. Dạ thưa cô, câu 17 là C là đúng rồi cô, nhưng câu 18 là chọn sai ạ. Ừ. Câu 18 em... là câu C ạ. À, câu C luôn ha. 42 mà trừ 100, được chưa? Đây là phép trừ hai số nguyên. À, thì em có thể tính theo quy tắc được không? Thực hiện phép tính theo quy tắc, nhưng mà vì đây là câu hỏi trắc nghiệm nên là em có thể dùng, nếu mình quên quy tắc thì mình dùng máy tính mình bấm ha. Rồi, tiếp theo là câu 19 và câu 20. Câu 19 và câu 20, cô mời Nguyễn Gia Bảo trả lời và mời bạn Thanh Trúc nhận xét. Dạ thưa cô, câu 19 em chọn câu C ạ. À. Câu 20 em chọn câu D ạ. À. Rồi. Rồi nhận xét đi em ơi. Thưa cô, câu 19 chọn sai. Tức là đáp án là D, còn câu 20 là A. Ừ. Câu 19 ta coi nè, một mũi khoan trên biển đang ở độ cao 5m, không? Chú công nhân điều khiển hạ xuống 10m, được chưa? Như vậy độ cao ban đầu là 5m, hạ xuống
Không, hạ xuống là mình sẽ thực hiện phép tính gì? Trừ. Ha, trừ đi 10 mét, hạ xuống mà. À, như vậy là độ cao bây giờ là mấy? Sẽ là âm 5 mét ha. Như vậy đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án D. Rồi. Tiếp theo là câu 20, âm 5 nhân với 4, được chưa? Kết quả phải là âm 20 mới đúng nha. Rồi, câu B là chưa chính xác nè. Rồi, không có sao hết á, mình cứ mạnh dạn mình bật mic mình trả lời như vậy ha. Mình không có sợ gì hết á. Sai thì có cô sửa rồi, được chưa? Mình mà biết hết là mình mà làm đúng hết thì mình đâu phải đi học làm gì, đúng không? Ừ. Mình không có ngại ngùng gì hết ha, mình cứ bật mic lên mình trả lời cô. Rồi, tiếp theo là câu 21 và câu 22. À, cô mời bạn Phạm Quốc Đạt trả lời nào. Dạ cô. Ừ. Dạ. Câu 21 em chọn câu C cô. Câu C. Rồi. Câu 22. Câu 22 chọn câu B. 22 em chọn câu B. Rồi cô mời anh Thi nhận dạ. xét nào. Dạ thưa cô. Ừ. Theo em nhận xét thì câu 21 của bạn sai cô. Ừ. Em chọn câu A. Ừ. Câu A mới đúng ha. Còn câu 22 đúng rồi. Câu 22 tìm thương của phép chia sau rồi. Nhớ nha, cô dặn nha. Bạn nào mà quên quy tắc á, thì mình nhớ mình dùng máy tính mình kiểm tra kết quả nha. Những cái câu thực hiện phép tính này mà mình sai thì nó uổng lắm. Không. Rồi câu 23 và câu 24. À, cô mời bạn Trần Anh Duy trả lời và cô mời Phúc Thiện nhận xét. Cô mời Trần Anh Duy. Rồi. Duy trả lời đi Duy ơi. Dạ thưa cô, em chọn câu 23. Em chọn dạ. câu này. Em dạ chọn. Thưa cô, em chọn đáp án D. Đáp án D. Rồi, tiếp theo. Câu 24. Cái này mình phải làm rồi chứ, đúng không? Cô phát đề cương lâu rồi mà. Câu nào à, Duy? Duy ơi. Dạ, dạ câu D. Câu D luôn. Ừ. Rồi, nhận xét đi Thiện ơi. Dạ, thưa cô, theo em là câu 1 là sai cô, câu 23 là sai cô, là đáp án A mới đúng cô. Ừ. Rồi, Duy lấy máy tính bấm lại đi Duy ơi. Duy lấy máy tính bấm lại nha. Ừ, câu 24. Câu 24 cũng sai luôn cô. Đó là câu em chọn câu C cô. Ừ. Câu 24 cũng chưa chính xác. Câu C hả? Câu 24 là quy tắc bỏ dấu ngoặc ha. Đứng trước dấu ngoặc là dấu gì đây các em nhỉ? Là dấu trừ. Được chưa? Khi mình bỏ ngoặc thì phải làm sao? Đổi dấu ha. Mình đổi dấu nè, 4 mình giữ nguyên nè. Bây giờ 12 nè. 12 là nó mang dấu gì? Dấu cộng. Dấu dương. 24 con ra âm. Nhìn chi bây giờ nhìn nó rất là sai. Ủa bạn nào cũng... tắt mic cả cô này. Rồi, số 12 nó mang dấu cộng nha các em. Ban đầu các em nhìn là không thấy dấu, được chưa? À, không thấy dấu tức là mang dấu cộng á. Giống như là dương 5 thì chúng ta bỏ dấu cộng đi ha. Còn âm 5 thì có bỏ dấu cộng được không? Không, đúng không? Âm 5 là không bỏ nhầm ha. Âm 5 là không bỏ dấu trừ được, nhưng mà dương 5 thì bỏ dấu cộng đi được ha. Như vậy chỗ này sẽ là cộng 12. Đó. Vậy mình đổi dấu lại là thành gì? Mình đổi dấu lại là thành trừ 12. Đó. Rồi, tiếp theo. Đây là trừ 15. Đó, mình sẽ đổi thành gì các em? Cộng 15. Được chưa? Như vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án C ha. Đáp án đúng sẽ là đáp án C. Rồi, câu 25 và câu 26. À, cô mời bạn Lê Minh Khoa trả lời và Xuân Hiếu nhận xét. Lê Minh Khoa trả lời
Dạ cô. Câu 25. Câu 25 á Khoa ơi. Dạ cô, em đang tính cô. Trời đất ơi. Cái câu này xem lại, em chưa xem lại bài. Đó. Rồi, cô mời Xuân Hiếu trả lời luôn đi. Câu 25 là cô không đau. Dạ thưa cô, là câu 25 em chọn câu D cô. Ừ, câu D. Câu 26 em chọn B cô. Câu 26 chọn B. Rồi cô mời anh Thi nhận xét. Dạ thưa cô, thưa em bạn trả lời đúng ạ. Ừ. Câu 25 là bỏ dấu ngoặc. Bỏ dấu ngoặc ha, ở đây mình có hai dấu ngoặc nha các em. Ừ. Dấu ngoặc thứ nhất à, đứng trước dấu ngoặc là dấu gì? Cả lớp. Em có ý kiến cô. Ờ, em có ý kiến rồi, Minh nói đi. Em chọn câu A nhé, phải câu D cô. Rồi, bây giờ cô sửa nè. Bây giờ coi cô sửa là mình biết mình chọn đáp án nào nha. Rồi, em nhìn nè, câu 25 ha. Cái đề bài là cho mình một cái phép tính nè. Phép tính này có mấy dấu ngoặc các bạn? Hai cô. Hai dấu ngoặc. Dấu ngoặc thứ nhất đứng trước dấu ngoặc là dấu gì? Dấu cộng. Đúng dấu rồi. Dấu cộng. Cộng. Rồi đúng rồi, dấu cộng ha. À, thì bây giờ đứng rồi, dấu ngoặc thứ hai đứng trước dấu ngoặc là dấu gì? Trừ. Trừ. Dấu trừ. Rồi bây giờ đứng trước dấu ngoặc là dấu cộng, khi bỏ ngoặc như thế nào? Thì ta sẽ làm giữ nguyên cơ. À, đúng rồi, ta giữ nguyên dấu của các số hạt đứng trong ngoặc. À, ta giữ nguyên dấu của các số hạt đứng trong ngoặc. À, như vậy bây giờ ta giữ nguyên nè. Là gì? Âm 385. Đúng không? Rồi, cộng với gì? 210. Giữ nguyên dấu mà. À, giữ nguyên dấu đây, giữ nguyên dấu. Được chưa? Rồi tiếp theo nè, dấu ngoặc thứ hai nè. À, dấu ngoặc thứ hai là đứng trước ngoặc là mang dấu gì? Trừ cô. Đứng trước ngoặc là mang dấu trừ. Dấu ngoặc là nó mang dấu trừ. Như vậy bây giờ chúng ta bỏ ngoặc đi, chúng ta phải đổi dấu ha. Số hạng thứ nhất 217. À, mình sẽ đổi nó mang dấu gì đây? Nó đang mang dấu gì? Đang mang dấu dương. Đang mang dấu cộng. Bây giờ số hạng thứ hai là đang mang dấu gì? Trừ. Dấu trừ. Bây giờ ta đổi dấu. Đúng không? Ta đổi nè. 217 cộng 217 bây giờ đổi thành gì? Trừ 217. Được chưa? Rồi, trừ 385 đổi thành gì? Cộng 385. À, như vậy đáp án đúng là câu nào? Đáp án đúng là câu D cô. À, là câu D ha. Đó. Rồi, tiếp theo là câu 26. Bội của 5. Ừ. Bội của 5 là những số làm sao? Chia hết cho 5. Được chưa? Các em học dấu hiệu chia hết cho 5 rồi. Những số chia hết cho 5 là những số như thế nào? Đuôi là 0 với 5. À, tận cùng là 0 hoặc là 5. Được chưa? À, như vậy em nhìn coi. Câu A. Đây. 42. Số này sao? Có chia hết cho 5 không? À, không. À, rồi. Câu C thì sao? Câu C nè, có số 26. Vâng. Rồi, câu D thì sao? Câu D có số nhiêu? 98. Vâng. Như vậy là đáp án đúng của chúng ta là câu B nè. Ba bội của 5, được chưa? Đó là âm 15, 25 và 65. Âm 15 thì có chia hết cho 5 không? Dạ có cô. Có, đúng không? Ừ, rồi. Được chưa? Như vậy là hai đáp án của bạn Hiếu chọn là hoàn toàn chính xác rồi ha. Rồi, tiếp theo câu 27 và câu 28. Câu 27 và câu 28. Rồi, cô mời một bạn trả lời nha. Cô mời Minh Phúc. Dạ thưa cô, câu 27 em chọn câu D, câu 28 chọn câu C. Câu 27 là chọn câu D, 28 là chọn C hả? 28 chọn câu nào? Phúc ơi. 28, câu C cô ơi. À, câu C rồi. Cô mời bạn... À, Pháp nhận xét nào.
Rồi, cô mời Tấn Lộc nhận xét. Cô mời Tấn Lộc nhận xét. Dạ, thưa cô. Tìm số nguyên dương x sao cho x chia hết cho 18. Chia hết cho 18. Dạ, cô là sai không? Ừ, sao sai? Những số này đều chia hết cho 18 mà. Dạ, thưa cô, đề bài là tìm các số nguyên dương cô. Ờ, à, đúng rồi. Nó phải thỏa mãn, nó là số nguyên dương nữa cơ, ha. À, ở đây có số nguyên âm là không được, nhưng mà ta chọn đáp án nào? Lộc. Dạ, thưa cô, là câu A. Câu A không đúng rồi, câu A là không đúng rồi, đúng không? Rồi, như vậy còn câu C với câu B. Dạ, thưa cô, là câu C. Câu C, tại sao? Dạ, thưa cô, là vì 18 chia hết cho 18, 36 cũng chia hết cho 18 và 54 cũng chia hết cho 18 luôn. Ủa vậy câu B những số này cũng chia hết cho 18 mà. Câu B những số này cũng chia hết cho 18 mà. Rồi, bạn nào trả lời được, bạn nào giải thích được, cô mời Thành Đạt. Em cô. Cô mời Thành Đạt. Rồi, cô mời Xuân Hiếu. Em giải thích là vì tại nó 18 cũng có thể chia hết cho không cô. Chưa. Ừ, giải thích chưa đúng. Rồi, cô mời anh Thi. Cô mời anh Thi. Dạ, thưa cô. Ừ. Theo em giải thích là câu 27 chọn câu B tại vì á là nó đầy đủ các số nguyên dương mà chia hết cho 18, còn câu C thì thiếu số 0 ạ. Ừ, rồi. Câu 27 đáp án đúng sẽ là câu C nha. Đáp án đúng sẽ là câu C. Vì sao chúng ta không chọn câu B? Vì ở cái câu B này nè, à, những số ở trong cái tập hợp này là 0, là 18, là 36, 54, được chưa? À, tất cả những số này đều chia hết cho 18 ha. Nhưng mà yêu cầu đề bài là các em các số nguyên dương. Như vậy số 0 có phải là số nguyên dương không? Lớp, số 0 có phải là số nguyên dương không? Không cô. À, số 0 không phải là số nguyên dương. Số 0 nó là gì? Không phải là số nguyên dương, cũng không phải là số nguyên âm, được chưa? Như vậy chúng ta phải chọn đáp án là câu C, không có chứa số 0 nha. Tập hợp này không có chứa số 0. Rồi câu 28, tập hợp ước của 5. Ước của 5 mà làm sao mà là không được? Ước của 5 là những số mà 5 chia hết nha, chứ không phải là những số chia hết cho 5. Những số chia hết cho 5 ta gọi là bội của 5. Ước của 5 là những số mà 5 chia hết. À, như vậy chọn lại cho cô là đáp án nào? Chọn lại cho cô là đáp án nào? Cô mời bạn Đức Hoan. Được không Hoan ơi? À, cô mời Gia Linh đi. Gia Linh. Câu C chưa chính xác rồi, Gia Linh chọn lại nào. Rồi, không thấy bạn Gia Linh trả lời, vậy thì cô mời mời các bạn giơ tay ha. Cô mời Thanh Trúc. Tập hợp ước của năm là câu nào Trúc? Câu D. À, câu D đúng rồi. Câu D là đúng ha. Ừ. Ước của năm là 1. À, 5. Bây giờ mình học thêm số nguyên nữa thì mình sẽ có thêm đó là âm 1 và âm 5 ha. Rồi. Câu 29 và câu 30. Rồi. Câu 29 và câu 30. 29 và 30. Cô mời bạn Diễm My trả lời nào. Bạn Diễm My.
câu 29 em chọn câu B. Rồi, câu 30. Câu 30 em chọn câu D. Ừ. Rồi, cô mời Nga Mi nhận xét. Thưa cô, theo em là mẹ trả lời đúng rồi. Ừ. Câu 29 là đáp án B và câu 30 là đáp án D ha. Rồi, chính xác rồi. Lập phương tức là 7 mũ 3. Còn 204 mình phân tích ra thừa số nguyên tố thì bằng 2 mũ 2 nhân 3 nhân 17. Rồi câu 31 và câu 32. Câu 31 và câu 32. À, cô mời bạn Kim Ngân trả lời. Cô mời Kim Ngân trả lời. Dạ thưa cô, câu 31 em chọn câu D và câu 32 em chọn câu B. 32 thì chọn câu B. Rồi. Mời bạn bạn nào đây nhỉ? Bạn Phúc Thiện nhận xét nào. Dạ thưa cô, câu 31 là em nghĩ là sai cô, em chọn câu C cô. Ừ. Còn câu 32? Câu 32 thì em chọn thì bạn làm đúng rồi cô. Câu 31 tìm các ước nguyên tố A của 18. Ha, như vậy cái số A này nè, nó vừa phải là số nguyên tố và nó vừa là ước của 18 nữa cơ. Không? Như vậy các em thấy là trong đáp án A, C và B nó có số 1. Thấy không các em? Nó có số 1. Được chưa? À. Mà mình đã học rồi. Số nguyên tố thì sao các bạn nhỉ? Lớn hơn 1. Đúng không? Số nguyên tố thì phải lớn hơn 1 ha. Vậy thì chúng ta dùng cái phương pháp loại trừ. Được chưa? A, B, C đều không phải. Rồi bây giờ đáp án D nè, đáp án D ha. Số 2 và số 3. Bây giờ em kiểm tra số 2 và số 3 có phải là số nguyên tố chưa? Có phải không? Phải. À, rồi, 18 có chia hết cho 2 và 3 không? Không cô. Có chứ. À, như vậy là đảm bảo hai điều kiện. 2 và 3 này, tức là số A này, là số nguyên tố. Và 18 chia hết cho nó. Được chứ? Như vậy là ta chọn đáp án D là hoàn toàn chính xác. Ha? Vì số 1 không phải là số nguyên tố. Nha, số 1 không phải là số nguyên tố. Được chưa? Còn câu 32 thì số này chia hết cho 5. Thì sẽ có chữ số tận cùng là 0. Đúng không? Và chia hết cho 9 thì tổng các chữ số là bằng là một số chia hết cho 9. Như vậy đáp án B là đáp án chính xác ha. Rồi còn hai câu nữa là câu 33 và câu 34. Câu 33 cô mời bạn Hạo Thiên trả lời nào. Hạo Thiên trả lời. Không thấy Hạo Thiên rồi, cô mời Chí Hùng đi. Dạ thưa cô, câu 33 em chọn câu A, còn câu 34 em chọn câu C. Câu 34 câu C là đúng rồi, còn câu 33 câu A là chưa có chính xác. Ha, đáp án đúng nhất đó là câu C. Được chưa? 9 bình phương bằng 81 và âm 9 bình phương là bằng âm 9 nhân âm 9 là cũng bằng 81 ha. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C ha. Rồi. Tuần này là các em học 1 tiết 45 phút đúng không? Tiết 45 phút. Là vì có một số môn là thi học kỳ, được chưa? Còn những môn khác thì chúng ta có thể dao động 30 phút hoặc là hơn 30 phút hoặc là 45 phút ha. Bây giờ cô thấy có nhiều bạn là đề cương phát lâu rồi mà sao mà chưa có đụng chạm gì tới cả. Sao kỳ ạ? Con là đụng chạm tới đề cương. Rồi, bây giờ nè, bây giờ các bạn ngồi các bạn coi trước cho cô những câu còn lại một lát nữa. Vào tiết 2 chúng ta sẽ sửa tiếp nha các bạn. Dạ. Nha. Còn những bạn nào mà chúng ta làm hết phần trắc nghiệm rồi á thì chúng ta làm qua phần tự luận để một lát chia sẻ màn hình nha. Ôi giờ mình làm vào bao bao à cô? Em làm vào giấy em chụp hình lên cũng được, hoặc là em làm vào trong máy tính cũng được.
Ủa làm tự luận hả cô? Ờ, tự luận á, mình làm hết rồi. Được chưa? Bạn nào làm một lát chụp chia sẻ lên cũng được nha. Rồi tiếp 2 chúng ta sẽ sửa tiếp. Còn những bạn nào chưa làm câu trắc nghiệm thì các em coi trước những cái câu trắc nghiệm này đi. Được chưa? Em nhớ để chúng ta sửa thì khi mà cô sửa thì các em sẽ hiểu hơn nha. Vậy là có làm ba boy hay là gì không cô? Bây giờ Hiếu Hiếu làm hết trắc nghiệm chưa? Hiếu làm hết trắc nghiệm tự luận rồi. Hiếu chỉ còn mấy cái bài toán hỏi là chưa làm nữa cô. Ờ, vậy bây giờ Hiếu tí nữa Hiếu chụp hình nộp lên trên team này để cô chiếu cho các bạn xem nha. Em không biết có chụp màn hình được không chứ giờ ba mẹ đi làm hết rồi. Cô cho em làm bài toán tự luận cô. Ờ, bài nào cũng được, một lát nữa các bạn sẽ xung phong cô sẽ gọi nha. Thi làm bài 8 đúng không? Dạ cô. Rồi bạn Thi đăng ký bài 8 rồi. Tại làm cô. Hả? Làm bài 8 luôn á. Thi đăng ký bài 8 rồi thì Thiện đăng ký bài khác đi. Không, em đăng ký bài 6 cô. Rồi Hiếu bài 6. Thi bài 8, Hiếu bài 6. Rồi bây giờ các bạn chuẩn bị đi một lát nha cô. Một lát các bạn đăng ký đầu tiên cũng được. Ơi. Em bài 2 nha cô. Rồi. Ai vậy? Thằng Minh đúng không? Dạ. Thiện bài 3 nha cô. Ờ Thiện bài 3 rồi. Em bài 1 nha cô. Hả? Em bài 1 nha cô. Ai nói gì vậy? Trúc cô. Trúc nói gì ạ? Minh nói nhỏ quá. Ừ, Trúc nói nhỏ quá cô không nghe được. Rồi bây giờ các em chuẩn bị đi một lát đầu tiết 2 vô chúng ta sẽ tiếp tục ha. Dạ. Cô nói cô. Cô ơi cô.